Video này mình sẽ nói về cái điều đặc biệt trên cái Solo mà đặc biệt bên mình nha anh em. Là khi này anh em mua cái phiên bản mà 1 triệu mấy á, cũng không có cái này nữa nha. Đây là cái gờ để mà nó giữ cố định không cho xây cái đuôi yên nè. Cái này thì anh em coi mấy cái clip mà anh em gắn Solo, Solo ở bên châu Á là cũng khó mà gặp lắm. Nhưng mà ở bên mấy cái clip của bên Mỹ rồi đó, châu Âu với Nhật rồi đó thì em sẽ thấy có cái gờ này đó. Tại vì cái bản zin chính hãng của Yamaha thì mới có cái này, mà cái bản đó bây giờ nó không còn sản xuất nữa. Giờ thị trường toàn là mấy công ty ở ngoài làm copy không à đó. Nên đa phần mua về là sẽ chế thêm cái này đó. Bên mình là mình sẽ chế sẵn cho anh em luôn nha. Cái gờ này là đưa vô là khít như zin luôn, và nó bằng cao su nên nó không có chạy, nó không có kêu, không có rần rung, không có kêu, không có rung, rất là khít với cái lỗ trong cái sườn xe đó.